Ngày 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án tại Công an thành phố. Tuy hỏi. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ngày 13 tháng 7 năm 2012, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Trọng Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Sương, Võ Thị Thu Phượng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, sau đó chuyển vụ án cho Công an thành phố. Tuy hỏi điều tra theo thẩm quyền. Công an thành phố. Tuy hỏi phân công điều tra viên Nguyễn Việt Cường điều tra vụ án này. Qua điều tra, các bị can khai, nhờ nhà xe ở thành phố. Tuy hỏi chuyển tiền vào thành phố. Hồ Chí Minh để người trong này mua ma túy và gửi về cho các bị can. Khi gửi tiền, có lúc ghi tên người nhận Nguyễn Thị Ngọc Anh, có lúc ghi tên người nhận từ Phạm Quang Vinh chồng bà Ngọc Anh. Ngày 20 tháng 3 năm 2013, Cường ghi lời khai thể hiện bà Ngọc Anh giúp Vinh trong việc nhận tiền và đưa tiền cho Vinh mua ma túy gửi về thành phố. Tuy hỏi bán cho các bị can trên. Trên cơ sở đề xuất của Cường, ngày 2 tháng 5 năm 2013, Công an thành phố. Tuy hỏi khởi tố bị can đối với hai vợ chồng bà Ngọc Anh về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng Vinh bỏ trốn nên bị truy nã. Đáng nói, do muốn kết thúc giải quyết vụ án sớm, Cường cố ý viết thêm vào biên bản hỏi cung thể hiện bà Ngọc Anh biết rõ việc nhận tiền giúp Vinh nhằm mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Tòa án Nhân dân thành phố. Tuy hỏi xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Ngọc Anh 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bà Ngọc Anh kháng cáo kêu oan nên Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Chưa hết, ngày 26 tháng 1 năm 2015, Vinh bị bắt nhưng khi lấy lời khai, Cường tiếp tục viết thêm nội dung vào biên bản hỏi cung của bị can này nhằm buộc tội bà Ngọc Anh đồng phạm với chồng. Hành vi làm sai lệch hồ sơ của Cường bị phát hiện trong quá trình xét xử lại. Hồ sơ không có chứng cứ nào khác chứng minh vai trò đồng phạm của bà Ngọc Anh nên ngày 31 tháng 5 năm 2019, Công an thành phố. Tuy hỏi đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bà. Từ đó, bà Ngọc Anh có đơn yêu cầu bồi thường oan sai với số tiền hơn 755 triệu đồng. Theo cáo trạng, hành vi của Cường đã gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến việc các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố. Tuy hỏi đã điều tra, truy tố và xét xử vụ án bị sai lệch, việc giải quyết vụ án diễn ra trong thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Ngọc Anh. Hành vi này của Nguyễn Việt Cường phạm vào tội làm sai lệch hồ sơ vụ án nên bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố. Giống như cái đường giờ giống như giờ đúng không? Giờ chạy đâu à, xong rồi đường thủy qua đụng dữ vậy. Dán ba phi mà ngồi trên sùng ba lá nhìn tiếu quá ha mọi người. Ồ cá nó tính phóng bay ngoài. Ồ đã quá. Wow. Em nữa. Đây nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây. Có rất nhiều cảnh vật.
Liện liện em cá lại đây luôn ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con nó nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cảnh đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào. Lôi cuốn hấp vẫn vẫn. Lưới tuốt ở đây luôn hả? Đây, mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Người ta thăm không đẳng, thăm kia đi tới luôn.